Xin chào các bạn đã đến với kênh Hóng Tin Mới TV, nghe tin tức mới nhất nha. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông báo từ kênh nhanh nhất nhé. Quân đội huy động xe đặc chủng khử trùng bệnh viện Bạch Mai binh chủng hóa học tối ngày 28 tháng 3 triển khai lực lượng và phương tiện để tiêu độc, khử trùng nhiều khu vực bên trong bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tối ngày 28 tháng 3, binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng gồm nhiều xe đặc chủng, cán bộ chiến sĩ để phun hóa chất, tiêu độc, khử trùng các khu khám, chữa và điều trị của bệnh viện Bạch Mai. Đại tá Phạm Xuân Hương, Phó Tư lệnh binh chủng hóa học, cho biết trưa ngày 28 tháng 3, đơn vị đã nhận lệnh và buổi chiều tiến hành trinh sát thực địa, lên phương án khử khuẩn ở tuyến đường và các khu hành lang của bệnh viện. Trong ngày hôm nay, binh chủng đã điều động 10 trang bị chuyên dùng gồm các xe đặc chủng CDS-1000, Sanit-921, trạm tiêu tẩy đa năng, xe tẩy độc diệt trùng và nhiều trang thiết bị khác cùng các loại hóa chất chuyên dùng để phục vụ tiêu độc. Đại tá Hưng cho biết, xe đặc chủng có tên trạm tiêu tẩy đa năng do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất lần đầu tiên được sử dụng. Thiết bị lắp đặt trên xe có dạng ống, phần đầu là các vòi phun sương được kết nối với quạt công suất lớn để phun hóa chất tiêu tẩy ra môi trường. Đúng 19 giờ, đoàn xe của binh chủng hóa học đi từ hướng đường Giải Phóng vào cổng chính bệnh viện Bạch Mai để làm nhiệm vụ. Đoàn xe cùng các cán bộ chiến sĩ phun hóa chất dọc hành lang. Các lối đi trong bệnh viện hiện còn khoảng gần 1.000 bệnh nhân vẫn được giữ lại trong bệnh viện Bạch Mai không được xuất viện cho đến khi xét nghiệm âm tính với COVID-19. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ khí tài và chiến sĩ đều được phun hóa chất tẩy trùng để đảm bảo không mang mầm bệnh ra bên ngoài. Từ đầu mùa dịch, binh chủng hóa học đã tẩy trùng phố Trúc Bạch, Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ. Đối với không gian lớn như bệnh viện Bạch Mai, đơn vị đã chuẩn bị thêm khí tài để có thể phun diện rộng và cao hơn.